Thưa quý vị, Thủ tướng Nhật Bản mong thuyết phục ông Trump về xe hơi Nhật. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vào hôm 28 tháng 5 tuyên bố ông sẽ tìm cách thuyết phục Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về vai trò sống còn của các nhà sản xuất xe hơi từ xứ sở mặt trời mọc đối với nền kinh tế Hoa Kỳ. Theo Reuters, chính quyền của ông Trump tuần trước quyết định bắt đầu cuộc điều tra về an ninh quốc gia liên quan tới việc nhập khẩu xe hơi. Động thái có thể dẫn tới việc Hoa Kỳ áp thuế mới tương tự như đối với thép và nhôm nhập khẩu. Ông Abe trả lời trước Quốc hội khi được một nhà lập pháp hỏi về phản ứng đối với bước đi của Hoa Kỳ rằng các nhà sản xuất xe hơi Nhật Bản đã tạo công ăn việc làm và đóng góp lớn cho nền kinh tế Hoa Kỳ. Ông cho biết thêm là một đất nước coi trọng một hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ. Nhật Bản tin rằng bất kỳ bước đi nào về thương mại cần phải tuân thủ luật lệ của Tổ chức Thương mại Thế giới. Thủ tướng Nhật nói rằng Tokyo sẽ tiếp tục thúc giục Washington tái gia nhập Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP.